Về mặt tiếp của giải rookie, vị trí CB 86, tương 15, cao 1m95, thể hình thuận trái 2 và phải 5. Anh đã từng thi đấu cho Schalke 04 và thành công rực rỡ ở Liverpool khi đá cặp này, tạo thành bộ đôi trung vệ chắc chắn nhất giải Ngoại hạng Anh và châu Âu. Cột gốc của anh là tránh sai chân thuận, chuyền dài, đánh đầu mạnh. Về chỉ số CB, chúng ta thấy khả năng đánh đầu và kèm người Matip là nổi bật. Và bộ chỉ số phản ứng quyết đoán, cắt bóng, chuyền ngắn, lấy bóng, đoạt bóng, tốc độ và sức mạnh tốt. Cầu thủ Cameroon trong những vệ để mà tiếp vệ thì chúng ta anh ở số 013 chặn bị động. Một mức lương vừa phải cùng chất lượng thi đấu cực tốt thì các bạn sử dụng Matip mùa giải Golden Rookie ở sẽ cộng 5. Anh thi đấu cũng rất là tốt rồi. Chúng ta có thể giành công chất lượng. Mà tiếp mùa giải Golden Rook thì có thể đá cặp với những CB tốc độ Maldini hoặc Varane. Tuy nhiên các bạn để đá cặp với những hậu vệ dũng mãnh khác như Ramos hay Van Dijk thì làm tạo thành một bộ đôi rất chắc chắn. Trong in game thì Matip có dáng người cao. Thằng bóng của anh là ta đang test Matip ở trong một trận đấu xếp hạng. Sau khi đã sử dụng Matip thì tôi thấy rằng anh là một cầu thủ vệ rất chắc chắn, khả năng cắt bóng, xoạc bóng, kèm người và phán đoán tình huống khá là tốt. Đây tôi đã có đá cặp với một cảm thấy bộ đôi phòng ngự thi đấu chắn ra một cầu thủ dễ dùng như Matip thì có thể đá cặp với bất kỳ trong những trung vệ nào. Matip là một cầu thủ chơi có lối chơi giản, anh giống như là một người thợ chăm chỉ cần mẫn, công nhân đích thực ở như hàng phòng ngự thầm lặng đấu hết mình chắn cho hàng phòng ngự. Có mà tiếp trong khả năng phòng ngự bạn tăng lên đáng kể. Và tiếp có khả năng 09 tốt nhưng cao lý với khả năng đánh đầu mạnh, tình huống bóng bổng thì cản phá rất tròn vai. Tại
Golden Rock phải là một giải nâng cấp nhất của bạn, sử dụng anh ở tại cho vệ thì rất ảo Modric. Matip là mẫu trung vệ có tốc độ tốt, khả năng tì đè, sức mạnh cao, không ngán tông húc với bất kỳ trong những tiền đạo không to lớn giàu sức mạnh. Wow. Mùi handicap rồi. Bàn nhưng nó lại ra ngoài. Bùn thì Matip đã giành Champions League. Và Matip đã tạo với Van Dijk chắn của đòn đỏ Liverpool. Đây thi đấu ở Cycle các Liga thì mà tốt và anh đã lọt vào thành của nhà tuyển trạch buồn là việc đồng với Matip là một trong những quyết đoán của ban dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc 21 tuổi. Ngay từ còn rất trẻ thì mà đã được đánh giá rất cao về đấu của mình. Trong một số tình huống tham gia tấn công thì có thể khả năng ghi bàn rất tốt. Với sải chân dài của mình cần bóng và cũng có thể lấy được bóng. Về thế khi Van Dijk đã cặp với Matip, hai cầu thủ này đều có sải chân dài cao đều trên, tạo nên bộ đôi mà muốn dề bóng qua cũng khó mà muốn bàn bằng bóng bổng cũng khó. Là một trong những mẫu trung vệ rất toàn diện. Anh chống bóng bổng tốt, khả năng bám cắt bóng lấy bóng rất nhanh nhẹn. Năng quay trở rất linh động.
thang điểm 8,5 trên. Tại San Martín tối khó thể nằm tiếp thích hợp cho những bạn tìm Cameroon buồn. Là một trong những mẫu và anh có thể đáp ứng tất cả những ngoài khả năng phòng ngự xuất sắc ra thì tấn công kết cũng tốt. Ăn mừng như ba la vậy. Chủ nhân. Không chọn pha nào. Thắng đẹp. Có âm không?